Đây chúng ta có một cái trường hợp mà tim bẩm sinh. Bạn này đã khám mình ở thời điểm mới mang thai và tới hôm nay đã là 22 tuần 6 ngày. Có phát hiện quay đầu buồng trũng bên phải từ thời điểm 11 tuần. Đã chọc ối ở thời điểm 17 tuần và cho kết quả bình thường. Hôm nay có tái khám lại là 22 tuần 6 ngày, cũng có bạn phân tích. Chúng ta thấy là trục tim bình thường. 4 buồng cân xứng phải không ạ? Có nhĩ bên ta thấy nhĩ bên trái đây. Nhĩ phải này, thất phải này. Và thấy là thất trái. Với cái dòng chảy qua van bình thường. Có hở ba lá chút xíu nhưng mà không đáng kể. Cái này thì thường không ảnh hưởng cái gì. Mọi người có thể thấy cái động mạch chủ ở phía sau và cái tim mạch phổi nó đổ vào nhĩ trái. Này là đường thoát thất trái của bệnh nhé. Đường thoát thất trái thì chúng ta thấy cái van động mạch chủ rất là rõ. Mình vẫn lưu ý với lại các bạn khi mà mình mới làm siêu âm đó thì chúng ta sẽ coi kỹ cái hoạt động của van. Coi cái hoạt động của van nó rất là quan trọng, cái vị trí của cái van đấy. Thì chúng ta thấy là thông thường khi mà một cái van nó hoạt động bình thường thì chúng ta chỉ thấy ở một thì thôi. Ví dụ như trường hợp này khi mà nó mở ra thì mình không có thấy. Khi nó đóng lại thì mình sẽ thấy. Đây là cái van động mạch chủ đây. Đây là cái thì này là thì thì thâm trương. Thì tâm thu thì mình sẽ không có thấy, khi nó mở ra thì không thấy. Thì trong trường hợp mà cái van mà nó hoạt động như vậy thì thường là bình thường. Nếu như chúng ta thấy ở cả hai thì coi chừng nó có hẹp. Đây là một trong những cái tip quan trọng để chẩn đoán những cái trường hợp mà nó có hẹp van động mạch phổi hoặc hẹp van động mạch chủ. Thì đặc biệt là trong những cái trường hợp mà hẹp nhẹ khi mà nó chưa có cái hở van ba lá hoặc hở van hai lá đăng á thì rất là dễ bỏ sót. Chúng ta cùng coi lại cái đường thoát thất trái. Đây cần phải nhìn được, này là nhĩ bên trái này, thất bên trái này, động mạch chủ lên, đây là thất bên phải. Đây, dòng chảy qua van bình thường. Thường khi mình làm siêu âm mình làm đúng cái protocol, đúng cái quy trình từ 4 buồng đi lên thì nó sẽ hạn chế được sai sót nhất. Tiếp theo là đường thoát thất phải. Thất phải thì mình thấy đây là thất bên phải, hai nhánh của động mạch phổi các bạn nhé. Van động mạch phổi hoạt động bình thường, chúng ta cũng chỉ thấy van ở một thì thôi. Hôm trước mình có post một cái trường hợp hẹp van động mạch phổi thì chúng ta thấy cái này cái van ở hai thì cũng nói rất là kỹ cái chỗ này rồi. Đây chúng ta thấy một thì thôi. Đó, này là thì tâm thu thì chúng ta không thấy, thì tâm trương thì chúng ta thấy van nó đóng lại. Đó. Thì như thế này là bình thường với hai nhánh xuất phát bình thường. Đây là cái Doppler. Đó, bình thường ha các bạn. Và chúng ta tiếp với cái mặt cắt ba mạch máu. Thì mặt cắt ba mạch máu thì chúng ta nhìn rất là rõ cái bất thường ở đây. Thì thay vì thấy cái hình ảnh chữ V thì ta thấy hình ảnh chữ U. Đây là mặt cắt ba mạch máu các bạn ha. Đó. Đây là cái ống động mạch, này là cái thân động mạch phổi, ống động mạch đây. Đây là động mạch chủ và đây là cái khí quản. Bình thường động mạch chủ nó phải nằm khác, nó phải nằm xéo như thế này, nó tạo hình chữ V ở bên trái khí quản. Tuy nhiên là ở trường hợp này thì động mạch chủ lại nằm ở bên phải của cái khí quản. Đó. Quay động mạch chủ bên phải thì nó có hai tip các bạn ạ. Một tip là quay động mạch chủ bên phải và ống động mạch bên trái. Trường hợp này là ống động mạch bên trái các bạn nhé. Chúng ta vẫn còn một tip thứ hai là quay động mạch chủ bên phải và ống động mạch bên phải luôn, thì cái ống động mạch nó sẽ đi xéo như thế này. Cái chữ V nó sẽ nằm bên phải khí quản, chứ không giống như chữ V như thế này bên trái. Thì đây là hai tip mà chúng ta cần phải phân biệt. Cái tip thứ hai với cái quay động trục bên phải và ống động mạch bên phải luôn thì khá là dễ bị sót vì là nó có hình chữ V. Nhưng mà nếu như chúng ta tinh tế chút xíu thì mình sẽ thấy hình chữ V là nó nằm ở bên bên tay phải chứ không phải bên tay trái như bình thường. Nhưng đây chúng ta thấy là cái dấu hiệu U sai rất là rõ luôn. Đó. Chúng ta sẽ coi cái siêu âm màu. Trường hợp này mình đã chẩn đoán được ở thời điểm 11 tuần 3 ngày. Có post trên Facebook cá nhân, các bạn có thể coi lại. Sau đó khẳng định lại thời điểm 15 tuần. Và thai phụ được tư vấn là không làm xét nghiệm sàng lọc nữa. Ngay từ thời điểm quý 1 đã không làm sàng lọc nữa. Và sau đó đi chọc ối luôn. Chọc ối thời điểm 16 tuần. Và rất là may kết quả chọc ối bình thường. Hôm nay có tái khám lại. Mình làm video chia sẻ với các bạn. Quay đầu chỗ bên phải rất là rõ ha. Ống động mạch. Đây là cái khí quản. Đây là cái tĩnh mạch chủ trên. Là cái cung động mạch chủ thì bình thường, không có hẹp cung động mạch chủ gì cả.
với dòng chảy bình thường. Ở đây là cái Doppler của cái ống tĩnh mạch với sóng A rất là đẹp, không có vấn đề gì cả. Thì cái quay đồng trục bên phải thì về trước sinh thì chúng ta có chỉ định chọc ối, vì là quay đồng trục bên phải nó có thể liên quan tới những cái bất thường về mặt di truyền, ví dụ như hội chứng Down hay là cái vi mất đoạn 22q11 các bạn ha, hội chứng gì rồi. Ngoài ra thì quay đồng trục bên phải thì nó có thể kèm thêm với những cái bất thường tại tim nha các bạn, ví dụ như là tứ chứng Fallot hoặc là cái kênh nhiệt thất toàn phần. Thì cái việc đánh giá kỹ cả tim và ngoài tim và cả cái sinh nghiệm bọc nước ối cũng rất là quan trọng để tiên lượng cho thai kỳ. Những trường hợp này thì bình thường. Sau sanh thì có một tỷ lệ nhỏ những cái quay đồng trục bên phải như vậy thì nó gây khó khăn trong cái việc là em bé hô hấp các bạn. Tuy nhiên là cũng không phải trường hợp nào cũng bị. Thì cái này sau sanh mình mới đánh giá. Khó khăn hô hấp với một cái lý do là có những cái trường hợp mà khi mà chúng ta thấy rằng cái quay đồng trục hình thành một cái chữ U như thế này bao quanh cái khí quản, trường hợp khí quản nó phát triển nó bị cái động mạch này nó chèn, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng bị các bạn. Cái này người ta gọi là cái nửa vòng nối ha. Còn một cái hội chứng khác cũng liên quan tới cái này, cái hội chứng vòng mạch máu là cái động mạch chủ cung, động mạch chủ đôi. Thì cái động mạch chủ nó này cơ. Thì cái trường hợp như vậy thì tỷ lệ mà em bé nó có bất thường cái đường thở, khó thở sau sanh thì nó cao hơn cái này. Cái này thì đa số là cũng ổn và cần phải theo dõi sau sanh. Cảm ơn các bạn.